52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc Hải Yến. Số 35. Quân địch đã tiến hành cùng lúc đánh kiềm chế lực lượng ta ở các khu vực khác nhau như Chùa Bà Đội, xã Đa Phước, hai chốt khóa đầu hai bên bờ sông Châu Đốc, đoạn Chắc Ri, Chắc Rẻ và ngã ba Dung Thăng, xã Vĩnh Hội Đông, chốt cầu số 8 ở xã Phú Hội và khóa đầu mương Tám Sớm ở Phước Hưng. Vì thế mà lực lượng Trung đoàn 162 bị kéo căng toàn bộ khu vực phòng ngự, không rút lực lượng ra được để thực hiện bao vây, chia cắt tiêu diệt địch. Lúc đó, Trung đoàn 162 không còn lực lượng cơ động. Việc bọn Pol Pot sử dụng lực lượng đặc công luồn vào, lợi dụng khoảng cách hoặc nơi sơ hở, đánh khu vực chợ An Phú, sở chỉ huy Trung đoàn 162 và xã Đa Phước cũng là một bài học sâu sắc cho ta trong tổ chức khu vực phòng thủ tương lai. Lúc bấy giờ, nếu ta có tư duy phán đoán về âm mưu, thủ đoạn và dự đoán trước một số hành động, tình huống của địch, như trường hợp khu vực chợ An Phú, có phương án xử lý phù hợp, ta sẽ tạo thế rồi dồn địch ra cánh đồng nước sâu 1 đến 1,5 mét nước ở xã Đa Phước để tiêu diệt nhiều quân địch hoặc gây nhiều thương vong hơn cho bọn chúng trong quá trình rút lui. Rất tiếc ta chưa làm được điều đó. Mặc dù vào tháng 10 năm 1978, khi luyện tập bài phân đội trinh sát luồn sâu tập kích vào sở chỉ huy đối phương, chúng tôi đã lấy khu vực sở chỉ huy Trung đoàn 162 mô phỏng sở chỉ huy quân địch, đường hướng tiếp cận gần giống lực lượng Pol Pot tiếp cận vào chợ An Phú. Thậm chí có hai tổ trinh sát đã đột nhập vào đến nhà làm việc của ban chỉ huy Trung đoàn nhưng vẫn giữ được bí mật. Chúng tôi có báo cáo kết quả luyện tập và lật ngược tình huống. Nếu lực lượng Pol Pot bí mật luồn vào đánh sở chỉ huy Trung đoàn ta thì sao? Đa số các đồng chí ở cơ quan tham mưu Trung đoàn đều bác bỏ tình huống này và cho rằng địch không có khả năng, sẽ không thể xảy ra. Có đồng chí còn thẳng thừng nói tôi mắc bệnh nghề nghiệp. Nhưng hơn một tháng sau, cuối tháng 11 năm 1978, điều đó đã xảy ra. Rất may là do địch bị lộ sớm nên ta không bị tổn thất lớn. Đầu tháng 12 năm 1978, địch chủ động tấn công ta. Chúng sử dụng 10 trên 19 sư đoàn đang bố trí ở khu vực biên giới trên tổng số 23 sư đoàn hiện có của Pol Pot nhằm giành quyền chủ động và phá sự chuẩn bị tổng tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó có 3 sư đoàn đánh vào khu vực Bến Sỏi, Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Dọc tuyến biên giới quân khu 9, địch có 5 sư đoàn 210, 230, 250, 270, 805. Một số lữ đoàn cùng các trung đoàn địa phương các tỉnh Campot, Tà Keo, Kandan, Rây Veng. Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1978, sư đoàn 805 Pol Pot mở cuộc tấn công vào Đôn Phục, Gò Việt Thuộc, Gò Châu Giang, Gò Suông, sâu vào trong biên giới ta từ 5 đến 10 km, uy hiếp trực tiếp thị tứ Tân Công Chí, nay là thị trấn Tân Hồng, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ở hướng Hà Tiên, sư đoàn 250 của Pol Pot đánh chiếm chùa Xà Xía, một đoạn đường 8A phát triển xuống đến khu vực Bà Lý, xã Tô Châu. Trước khi mở cuộc tổng phản công, để giữ nghiêm kỷ luật chiến trường, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ban hành 9 điều quy định về kỷ luật đối với lực lượng vũ trang tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Chúng tôi được học tập và mỗi người được phát văn bản 9 điều quy định bỏ trong túi áo. Nội dung 9 điều quy định là: 1. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, hết lòng tôn trọng giúp đỡ cách mạng và nhân dân bạn,
không được có lời nói và hành động làm tổn thương tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc trong quan hệ với bạn và dân. 2. Tuyệt đối không được xâm phạm đến tính mạng tài sản của dân, cấm lục lọi đồ đạc và lấy của cải trong nhà dân, cấm bắn giết trâu bò gà lợn, bắt cá, lấy hoa màu, cây trái của dân. 3. Cấm tự động bắn súng, nổ mìn, đốt phá, tháo gỡ, hủy hoại, lấy chiến lợi phẩm, tài sản công cộng, tài liệu thu được của địch. 4. Cấm dùng vàng bạc, hàng hóa, quân trang quân dụng để đổi trác, mua bán bất cứ thứ gì của dân. 5. Trú quân phải có trật tự, giữ gìn nhà, vườn của dân cho sạch sẽ, tôn trọng phong tục tập quán, tự do tín ngưỡng, nơi thờ cúng của nhân dân. 6. Hết sức giúp đỡ nhân dân, tổ chức đời sống, cứu giúp người thiếu đói, ốm đau, bị thương. 7. Khi chiến đấu có thương binh tử sĩ, phải đưa hết về nơi quy định, tuyệt đối không để sót lại trận địa. 8. Đối xử nhân đạo với tù binh, hàng binh, cấm không được bắn giết, hành hạ, tước đoạt đồng hồ, bút máy, quần áo của họ, săn sóc tử tế những người bị thương. 9. Tuyệt đối giữ bí mật quân sự trong khi tiếp xúc với bạn, với dân. Đơn vị cá nhân nào làm đúng các quy định trên đây sẽ được khen thưởng, làm trái quy định sẽ bị kỷ luật. Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu 9 là cùng với quân đoàn 2 thực hành chiến dịch tổng phản công trên hướng chủ yếu của Bộ Quốc phòng, đánh chiếm và giải phóng các tỉnh Đông Nam và Nam Campuchia. Đối tượng tác chiến là Sư đoàn 210, Sư đoàn 230 và Sư đoàn 250 của địch. Mục tiêu đánh chiếm là cảng Sihanouk Vinh, thủ đô Phnom Penh, sân bay Pochentong, Công Pong Serpu, Công Pong Chơ Năng, Po Sat và Bát Đam Bon. Mục tiêu cụ thể của quân khu là giải phóng sân bay Pochentong và thủ đô Phnom Penh. Yêu cầu nhiệm vụ chung là phải tiêu diệt và làm tan rã địch, chiếm lĩnh các mục tiêu nhanh gọn, tạo điều kiện cho các hoạt động tiếp sau. Quân khu tập trung lực lượng triển khai trên hướng chủ yếu thuộc tỉnh An Giang. Lực lượng vũ trang An Giang tiến công trên hướng phối hợp bên sườn phải của quân khu, phía đông quốc lộ 2 Campuchia, từ huyện Cao Hơ An Đoet, Rumeng, Angkor Borai, tỉnh Tà Keo, kéo sang huyện Kon Ho Thom, huyện Sang, huyện Lúc Đách, Sa Đách, tỉnh Can Đan. Trung đoàn 162 có nhiệm vụ trước mắt tiến công từ ngã ba Vĩnh Hội Đông theo sông Long Tiên lên Chắc Rùm, Lợi Dân, Dung Sách, Quả Kêu, Long Tiên và thọc vào quận lỵ Rumeng, huyện Cao An Đoet. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 1978, đại đội trinh sát chúng tôi đã trinh sát xong các mục tiêu khóa đầu ngã ba Vĩnh Hội Đông, rạch Chắc Rùm, Lợi Dân. Đêm 16 tháng 12, chúng tôi dẫn bộ phận công binh trung đoàn nghiên cứu ngọn Chắc Rùm để làm xuồng ni lông đưa hỏa lực vượt kênh. Khi tiếp cận gần đến ngọn Chắc Rùm thì không thấy các đồng chí công binh ở phía sau. Tôi cử đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Hùng Quẩy, trung đội phó quay lại đón. Đồng chí Hùng quay lại được chừng 50 mét thì bị đồng chí Lân, thiếu úy, trung đội trưởng công binh bắn đồng chí Hùng gãy tay vì tưởng là quân Pol Pot, rồi bỏ chạy luôn về đất ta, đồn Vĩnh Hội Đông. Chúng tôi băng bó cho đồng chí Hùng và rút về vì địch đã phát hiện ta. Đêm hôm sau, chúng tôi tiếp tục đưa đoàn cán bộ của các tiểu đoàn bàn giao mục tiêu. Trong đó có cán bộ đại đội công binh nghiên cứu khảo sát ngọn Chắc Rùm. Đêm 21 tháng 12 năm 1978, trung đoàn 162 và 163 An Giang nổ súng tiến công địch nhằm nghi binh cho chiến dịch trên hướng An Giang của quân khu. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 162 trong quá trình hành quân tiếp cận mục tiêu Lợi Dân bị vướng phải mìn địch, thương vong 5 đồng chí. Địch phát hiện dùng hỏa lực bắn vào đội hình lực lượng ta đang tiếp cận vào mục tiêu Lợi Dân, đồng thời báo động cho các khu vực theo trục sông Long Tiên.
Trung đoàn 162 ra lệnh cho tiểu đoàn 1 tạm dừng tổ chức lại đội hình, chuyển sang phương án đánh vào khóa đầu của địch ở khu vực rạch Chắc Rùng. 2 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, ta nổ súng tiến công khu vực Chắc Rùng. Trận đánh khó khăn, ác liệt và kéo dài đến 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, 10 tiếng. Tiểu đoàn 1 mới đánh chiếm được khu vực Chắc Rùng. Quân địch ở đây dựa vào công sự và địa hình có lợi chống cự quyết liệt. Đồng thời, lực lượng từ phía sau của địch liên tục tăng viện phản kích. Vì ta không còn yếu tố bí mật bất ngờ. Ngày 23 tháng 12, tiểu đoàn 1 được tăng cường đại đội 7 tiểu đoàn 2 tiếp tục tiến công đánh chiếm Lợi Dân. Sau đó, tiểu đoàn 1 bàn giao khu vực Lợi Dân cho tiểu đoàn 4 chốt giữ. Ngày 25 tháng 12 năm 1978, đại đội trinh sát chúng tôi vào thay cho tiểu đoàn 4 rút ra để chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo của trung đoàn. 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12, địch bắt đầu chuẩn bị hỏa lực vào trận địa phòng ngự của chúng tôi. 16 giờ 30 phút, địch sử dụng các loại đạn pháo, cối hóa học bắn vào khóa đầu. Sợ các đồng chí giữ chốt khóa đầu chưa có kinh nghiệm đối phó với chất hóa học, tôi chạy lên và hướng dẫn anh em đi tiểu vào các thùng đựng đạn để dưới công sự, đề phòng khi chúng bắn đạn hoặc sử dụng hóa học. Các hộp hóa học, mỗi hộp chứa khoảng 10 kg chất CS. Ở trên hướng gió gần trận địa ta thì nhanh chóng lấy khăn tẩm nước tiểu trùm lên mặt, mũi và tiếp tục chiến đấu với địch. Lúc đó, chúng tôi không được trang bị mặt nạ phòng độc. 17 giờ 30 phút, hỏa lực địch ngưng bắn. Tôi cho anh em tranh thủ ăn chiều để chuẩn bị đánh địch ban đêm. Dặn dò đồng chí Hoàng Trương, trung đội trưởng trung đội chốt khóa đầu, sẵn sàng đánh địch sẽ tập kích khi trời tối. Rồi quay về kiểm tra hai trung đội giữ sườn và phía sau. 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12, anh Vân, Lê Thanh Vân, đại đội phó đại đội hỏa lực trung đoàn và anh Hải Lẫu, đại đội trưởng đại đội 8 đại đội hỏa lực tiểu đoàn 2 đến hầm ẩn nấp của tôi để hợp đồng triển khai hai trận địa hỏa lực, chuẩn bị cho sáng hôm sau trung đoàn chuyển sang tiến công. 18 giờ 35 phút, địch đánh hỏa lực dồn dập vào trận địa chúng tôi. Đặc biệt, địch sử dụng DKZ và 12 ly 7 bắn rất mạnh vào khu vực khóa đầu. Tôi cùng đồng chí quen liên lạc, theo chiến hào bỏ lên, gặp và động viên anh em chốt giữ khóa đầu. Nhiều công sự bị sập nhưng chưa có ai thương vong. Tranh thủ lúc hỏa lực địch tạm dừng bắn, cùng anh em củng cố lại công sự. Cho anh em tranh thủ đào thêm hầm ếch theo vách chiến hào và trao đổi với anh Hoàng. Tôi đưa lên cho anh cái máy PRC-25. Có gì anh điện cho tôi ngay. Ban chỉ huy đại đội còn có tôi và anh Trương. Anh Trương ngày mai mới đưa đạn và lương thực lên đây được. Một mình tôi chạy tới chạy lui. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng, anh Hoàng nói. 19 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12, hỏa lực địch lại bắn dữ dội hơn vào trận địa, nhưng chủ yếu tập trung vào khóa đầu. Lửa đạn đan xen nhau sáng rực, tiếng nổ làm ù cả hai tai. Sau đó hỏa lực địch bắn dần về phía trong trận địa. Tôi gặp anh Hoàng qua máy và hỏi, tình hình chỗ anh sao rồi? Sập hai công sự, có công sự của tôi, nhưng không ai bị gì, anh Hoàng báo cáo. Coi chừng nó xung phong vào chỗ anh đó, cho anh em chuẩn bị, anh di chuyển qua công sự khác đi, tôi nhắc anh Hoàng. Địch xung phong vào khóa đầu và sườn trận địa hai đợt, nhưng bị chúng tôi đánh bật ra. Đặc biệt là ở sườn trận địa do trung đội đồng chí Bạch Xuân Tố phòng ngự, địch bị vướng mìn do bọn chốt giữ Lợi Dân của chúng gài từ trước, nên thương vong nhiều. Chúng kêu la rên rỉ. Khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 12, chúng tiếp tục tấn công sau đợt hỏa lực cấp tập. Tiếng còi cùng tiếng hô chô chô rền ở hướng khóa đầu. Sợ địch tấn công nghi binh khóa đầu, đồng thời bí mật thọc vào sườn và phía sau, tôi theo chiến hào chạy ra kiểm tra, dặn dò anh em hết sức cảnh giác, phải chặn và đánh bật địch ra,
vì lực lượng của hai đại đội hỏa lực, trung đoàn và tiểu đoàn 2 vừa đến trận địa trinh sát để địch thọc vào được là làm đảo lộn kế hoạch tiến công của trung đoàn vào sáng mai. Vừa về đến hầm ẩn nấp, trung đoàn gặp tôi trong máy bảo kiểm tra ngay khóa đầu vì bên đại đội công binh đang chốt giữ ở bờ đông sông Long Tiên, đối diện đại đội trinh sát, đang có đồng chí trinh sát tên Đồng từ khóa đầu trinh sát vừa lội sang. Tôi ra lệnh ngay cho trung đội đồng chí Công Miên đưa một tiểu đội lên lập ngay khóa đầu mới, cách hầm ẩn nấp của tôi khoảng 50 mét, đồng thời cho thông tin liên lạc với máy của anh Hoàng ở khóa đầu, nhưng không liên lạc được. Tôi kêu đồng chí quen liên lạc mò lên khóa đầu để tìm anh Hoàng và liên lạc với đại đội công binh, đề nghị cho tôi gặp đồng chí Đồng. Khi gặp trên máy, đồng chí Đồng báo cáo là do không liên lạc được với đại đội nên anh Hoàng nhận định rằng đại đội đã rút lui rồi, nên tôi kè hai đồng chí thương binh xuống sông rút. Tôi là người đi sau cùng nên lạc sang đại đội công binh. Tôi lên khóa đầu mới gặp đồng chí Lý, trung đội phó, đang chỉ huy ở đó, hỏi có phát hiện gì không? Nó chiếm khóa đầu rồi, tôi nghe nói chuyện toàn tiếng Campuchia. Lý báo cáo có thấy thằng quen không? Tôi hỏi tiếp. Chắc bị nó bắn chết rồi. Thằng quen mò lên bị nó bắn ở cái gò ngay trước mặt chừng 40 mét. Anh Lý vừa báo cáo vừa chỉ tay về phía trước. Trách bên trái có gò đất và lùm cây. Nơi đó là công sự sườn khóa đầu mà khi bố trí lúc sáng ngày 25 tháng 12 tôi đã xác định cho anh Hoàng. Anh ở đây tiếp tục theo dõi nó. Tôi sẽ dẫn thêm một tiểu đội nữa và điều thêm đạn B-41 để đánh khôi phục lại khóa đầu ngay, kịp cho trung đoàn triển khai trận địa hỏa lực. Tôi vừa dặn dò vừa nói rõ ý định cho anh Lý nghe. Về đến vị trí chỉ huy, tôi báo cáo tóm tắt tình hình và ý định phản kích tiêu diệt địch chiếm lại khóa đầu trong đêm. Sau đó đề nghị trung đoàn cho triển khai ngay các khẩu cối 82 để sẵn sàng yểm trợ cho chúng tôi. Vì hai đại đội hỏa lực ở chỗ chúng tôi, hai đồng chí chỉ huy đang ngồi với tôi trong hầm. Tôi sợ địch sẽ tiến công tiếp vào trận địa trinh sát từ bây giờ cho tới sáng. Đồng chí Hai Hải đồng ý và gọi anh Vân, anh Hải lần lượt vào máy để giao nhiệm vụ. Giao hầm ẩn nấp lại cho anh Hải và anh Vân. Sau khi đã hợp đồng xong cùng hai anh, tôi dẫn tiểu đội thứ hai lên trực tiếp chỉ huy phản kích. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Tố chỉ huy giữ sườn và phía sau trận địa phòng ngự cùng hai đại đội hỏa lực. Đồng chí Lý trực tiếp cùng một đồng chí xạ thủ B-41 nữa bắn liên tiếp vào chốt khóa đầu 8 quả B-41. Sau đó hai tiểu đội áp sát khóa đầu dùng lựu đạn ném liên tiếp vào công sự chiến hào quân địch. Đồng loạt xung phong đánh bật địch ra chiếm lại khóa đầu lúc 1 giờ sáng ngày 26 tháng 12. Địch bỏ lại hai xác chết và hai khẩu AK. Sáng hôm sau, chúng tôi thấy trên đường rút lui có nhiều vệt máu, ướt cả đọt nhàu. Đơn vị chúng tôi bị thương hai đồng chí và hy sinh đồng chí quen liên lạc. Quen quê ở Ba Chúc, huyện Tịnh Biên, là cháu ruột gọi anh Bảy Thành An bằng cậu. Quen ít nói nhưng rất gan dạ, được chọn làm liên lạc đại đội. Còn anh Hoàng, cái máy thông tin của anh bị hỏng, nhưng đồng chí thông tin quá hoang mang. Trong lúc hỏa lực địch bắn và bộ binh địch thổi còi hò hét xung phong, không kiểm tra lại máy, đã báo cáo với anh Hoàng là chúng tôi đã cắt liên lạc, tắt máy. Anh nghĩ ngay đến trận đánh Mương Tám sớm, anh Quận đại đội trưởng trinh sát cũng tắt máy cùng anh Bình Xết, chính trị viên tiểu đoàn 4 rút chạy. Hoàng sợ địch đã vào chiếm trận địa phía sau khóa đầu nên không dám theo đường chiến hào lùi về vị trí chỉ huy đại đội ở phía sau chừng 100 mét, mà tuột xuống mé sông mò về đến vàm rạch Chắc Rùm mới dám lên bờ. Sau khi có tin chúng tôi còn ở Lợi Dân và đã đánh chiếm lại khóa đầu, anh Hoàng dẫn số anh em còn lại 4 đồng chí quay về đại đội. Theo kế hoạch thì 5 giờ sáng ngày 26 tháng 12 tiểu đoàn 4 mới nổ súng đánh vào quân địch ở khu vực Mương Nhà Ngói, cách Lợi Dân về hướng bắc khoảng 1 km. Tiểu đoàn 2 đánh chiếm khu vực Mương Dung Sách, nhưng do xác định nhầm mục tiêu khu vực Lợi Dân là Mương Nhà Ngói
nên mới 4 giờ 30 phút sáng, tiểu đoàn 4 nổ súng khi vừa bị vướng mìn. Tôi dựa vào vách hào ở khóa đầu thiếp đi lúc nào không hay, bật choàng tỉnh bởi hai tiếng nổ của đạn B-41 vào thành gò đất khóa đầu lợi dân. Sau đó đạn 12-7 cùng đại liên Kolinov bắn vào, những làn đạn lửa bay sát mặt bờ chiến hào. Tôi ra lệnh cho anh em chuẩn bị chiến đấu. Nghe từ hướng bên sườn khóa đầu hô xung phong bằng tiếng Việt, tôi chưa cho đơn vị bắn trả vì nghi ngờ tiểu đoàn 4 đánh lầm mục tiêu. Gọi thông tin với tiểu đoàn 4 đầu máy bên kia, tiếng anh Long Phện, tiểu đoàn phó: "Tôi Ba Long nghe đây. Anh vừa nổ súng và hô xung phong phải không?" Tôi hỏi ngay: "Đúng rồi, có gì đó ông Phúc?" Anh trả lời và hỏi: "Anh coi chừng đánh vào chỗ tôi rồi đó. Anh cho kiểm tra lại đi, anh đánh ở đâu?" Tôi đề nghị với anh Ba Long: "Tôi đánh vào nhà ngói, có đánh ông đâu mà ông la." Không biết vì sao mà anh Ba Long nổi cáu với tôi. Ngay lúc đó tôi nghe tiếng gọi lớn: y tá đâu, vướng mìn rồi." Tôi quát vào máy: "Ông nội ơi, ông đánh vào lợi dân rồi, mấy ông quáng gà hả? Cho dừng lại liền, lọt vào bãi mìn rồi, chết hết bây giờ. Nhà ngói còn cách đây 1 cây số. Đúng là tiểu đoàn 4 tiến công nhầm vào lợi dân, nơi mà cách đây hơn một ngày trước, các anh đã phòng ngự tại đây. Tiểu đoàn 2 đánh chiếm Dung Sách vào ngày 26 tháng 12, nổ súng lúc 5 giờ. Do mương nhà ngói nằm ở đoạn vị trí cong chữ C của sông Long Tiên, khi tiểu đoàn 2 đánh Dung Sách thì lực lượng Pol Pot ở mương nhà ngói sợ bị bao vây, nên khi tiểu đoàn 4 chuyển sang tiến công, bọn địch đã tháo chạy. Đêm 26 dạng 27 tháng 12, tiểu đoàn 1 thực hành tiến công khu vực Quạ Kêu, và đến trưa 17, ta làm chủ khu vực Quạ Kêu, còn gọi là nông trường quân sự, và phát triển đánh chiếm ngã ba kênh Long Tiên, có 2 con kênh thủy lợi đào nối từ sông Long Tiên vào quận lỵ Romanh. Trung đoàn 162 tạm dừng tiến công, lâm thời chuyển vào phòng ngự đánh địch phản kích, chờ hướng chủ yếu của quân khu tiến công để phối hợp. Trung đoàn 163, trung đoàn 3 đã đánh chiếm khu vực Cả Hàng và phát triển đến nông trường Ruồi, tạm dừng chuyển vào phòng ngự, chờ hướng chủ yếu theo trục quốc lộ 2 của quân khu. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, đại đội trinh sát nhận nhiệm vụ trinh sát nắm địch và bảo đảm đường hành quân cho trung đoàn 162 cơ động tiến công vào quận lỵ Romanh vào đêm 2 rạng sáng 3 tháng 1. Tôi đề xuất với trung đoàn nên chọn đường cơ động từ khu vực Quạ Kêu. Lúc này, sở chỉ huy trung đoàn cùng sở chỉ huy tiền phương của tỉnh bố trí ở khu vực Quạ Kêu. Mặc dù từ Quạ Kêu đến Romanh khoảng 10 km, tuy xa một chút và phải lội nước, nước trên đồng còn 0,5 đến 1,2 m, vùng trũng đến 1,8 m, nhưng là hướng sơ hở của địch, ta giữ được yếu tố bí mật bất ngờ. Nếu cơ động từ ngã ba Long Tiên vào Romanh, cự ly khoảng cách 7 km dễ hành quân, bám theo 2 bờ kênh, nhưng chắc chắn là địch đang chú ý hướng này, ta khó giữ được yếu tố bí mật bất ngờ. Đồng chí Tư Khai đang tham gia cuộc họp hỏi tôi: "Trinh sát có bảo đảm không bị lạc hướng, lạc mục tiêu không?" "Báo cáo thủ trưởng sẽ đến đúng mục tiêu." Tôi trả lời chắc chắn. "Ông Hai thế nào?" Chú Tư Khai quay sang chú Hai Hải, trung đoàn trưởng hỏi. "Tôi thấy nên theo phương án của thằng Phúc, có nhiều cái lợi hơn anh Tư. Tôi sẽ đi đằng sau trinh sát." Chú Hai Hải đề xuất. "Được rồi, đồng ý. Ông Phúc cần làm công tác chuẩn bị cho kỹ đó." Chú Tư Khai vừa nhìn tôi cười vừa kết luận. Tôi không hiểu chú Tư Khai nghĩ gì đằng sau nụ cười ấy, nhưng trong lòng rất vui khi phương án đề xuất của mình vừa được cấp trên chấp nhận. Chúng tôi triển khai 9 chốt từ khu vực Quạ Kêu đến Romanh, mỗi chốt 2 đồng chí, và chốt cuối cùng cách Romanh khoảng 1 km là 5 đồng chí do đồng chí Tố, trung đội trưởng, chỉ huy, vừa làm nhiệm vụ quan sát điều chỉnh đội hình cơ động tiếp cận mục tiêu, vừa bám địch ở Romanh. 15 giờ ngày 2 tháng 1, đơn vị trinh sát bắt đầu lần lượt xuất phát chốt đường. Mỗi tổ 2 đồng chí, gần trước, xa sau,
Đến 19 giờ, đồng chí Tố báo cáo là đã triển khai chốt cuối cùng xong. Cách Romain khoảng 1 km, đúng theo ý định. 17 giờ, ngày mùng 2 tháng 1, trung đoàn xuất phát cơ động hướng về Romain. Tôi cùng một trung đội trinh sát đi đầu dẫn đường. Trước đó, đã đưa gần hai trung đội chốt đường. Kế tiếp là đội hình tiểu đoàn 1. Sở chỉ huy trung đoàn nằm ở đại đội đi đầu của tiểu đoàn 1. Tiếp theo là các đại đội hỏa lực, binh chủng, tiểu đoàn 2 đi sau cùng. Đầu đội hình đến chốt trinh sát nào thì chốt ấy chịu trách nhiệm dẫn đường đến chốt tiếp theo. Cứ như thế mà đưa trung đoàn thiếu tiếp cận mục tiêu Romain. Trên đường cơ động phát sinh hai tình huống vừa bực mình lại vừa hài hước. Đó là do mang vác nặng và phải lội nước đường dài nên khi thấm mệt là bộ đội bị té liên tục, đặc biệt là các đồng chí hỏa lực và vận tải. Nhiều đồng chí ca cẩm trách mắng cánh trinh sát dẫn đường chọn toàn hướng lội nước. Tình huống thứ hai lại phát sinh từ đồng chí trung đoàn trưởng. Chú Hai Hải trước kia là lính trinh sát của huyện Tịnh Biên thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Không biết do bệnh nghề nghiệp hay vì lội nước mệt, chú cứ mò lên đầu đội hình, truyền lệnh lúc sang trái khi sang phải. Nhưng cứ mỗi lần như thế là phải lội xuống sâu. Lúc đầu tôi tưởng là trung đoàn có thông tin địch phục kích nên đi tránh chúng. Đến lần thứ tư, khi nghe truyền lệnh từ phía sau lên đội hình vòng bên phải, tôi cho dừng đội hình hành quân lại, rồi mò xuống sở chỉ huy trung đoàn để hỏi rõ lý do. Hóa ra không phải có địch phục kích, mà chú Hai Hải sợ đi lạc đường nên điều chỉnh. Tôi phải giải thích với đồng chí trung đoàn trưởng rằng các chốt trinh sát đã chọn con đường cạn nhất để đưa bộ đội hành quân. Nếu chú rẽ qua trái qua phải là sẽ đi xuống nước sâu, và khi vòng trở lại, trinh sát dễ bị lạc hướng. Còn chú Hai Khởi, phó chính ủy trung đoàn thì cằn nhằn. Tôi nói, đã giao cho thằng Phúc thì để nó dẫn đi. Ông cứ xen vào, làm lội nước muốn thấy mẹ. Ở đây chứ không phải vùng bảy núi đâu ông hai. Trinh sát Tịnh Biên gặp chỗ này cũng đứng dâu đó. Đến tận bây giờ, cứ mỗi lần gặp và kể về chiến tranh biên giới, chú Hai Khởi còn nhắc đến chuyện này. Vì đường cơ động toàn lội nước và đội hình hành quân chỉ đi một hàng dọc, nên đến 24 giờ, đội hình mới đến được chốt cuối cùng, chốt thứ 9 của trinh sát, cách quận lỵ Romain hơn 1 km. Đồng chí Tố chỉ huy bộ phận trinh sát nắm bám địch ở chốt số 9, báo cáo. Về hướng Romain, cách chúng tôi chừng 200 mét, có con đập. Bên trong là hồ nước, nằm án ngữ phía trước chính diện chừng 500 mét, tiếp giáp với lộ đất, hình thành vòng cung án ngữ quận lỵ Romain, nơi con đập và lộ đất có thể là tiền duyên phòng ngự của địch. Vì trinh sát tiếp cận phát hiện lực lượng địch cùng nhiều đốm lửa thuốc hút. Cách chúng tôi chừng 100 mét, có nhóm tiền tiêu của chúng khoảng 9 đến 10 tên, đang bố trí khu vực 4-5 tròi ruộng. Sau khi hội ý, trung đoàn quyết định tổ chức đội hình tiến công địch. Khi trung đoàn báo cáo về sở chỉ huy tiền phương, thì đồng chí Tư Khai báo quận lỵ Romain làm gì có cái hồ nước lớn như thế, coi chừng bị lạc mục tiêu. Chúng tôi được yêu cầu phải xác định lại mục tiêu một lần nữa thì mới được tiến công. Trinh sát trung đoàn dẫn tiểu đoàn 1 vòng sang hai bên chốt tiền tiêu của địch, triển khai lực lượng áp sát bờ đê, sẵn sàng nổ súng. Sử dụng trung đội trinh sát trung đoàn và một trung đội bộ binh của tiểu đoàn 1 bí mật tập kích chốt tiền tiêu của địch, đồng thời là nơi nổ súng lệnh cho trận đánh vào Romain. Các đại đội hỏa lực được lệnh tìm địa hình nhanh chóng triển khai trận địa. Tiểu đoàn 2 chuẩn bị sẵn sàng bước vào chiến đấu tiếp theo. Tôi đưa hai trung đội trinh sát và bộ binh triển khai đội hình tiếp cận, hình thành thế bao vây chốt tiền tiêu của địch. Dẫn hai đồng chí trinh sát, đồng chí Trảng và đồng chí Hải bò vào sát chòi ruộng và phát hiện hai tên gác của địch đang đứng trên gò đất trước chòi. Chúng tôi lợi dụng dàn xa đạp nước cách hai tên chừng 10 mét để ẩn nấp, ra hiệu chỉ cho đồng chí Hải diệt tên bên phải,
chẳng diệt tên bên trái và sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Anh Út Ngành, Nguyễn Tấn Ngành, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, lom khom đi lên chỗ chúng tôi. Sợ bị lộ, tôi đành để anh đến và sẽ giữ bí mật. Nhưng không ngờ anh đứng thẳng người lên rồi gọi nhỏ: Phúc, mày ở đâu rồi? À na, thằng nào, ai? Tên lính gác địch hỏi. Bắn, tôi hô. Hải và Chẳng bắn hai loạt đại liên tiêu diệt hai tên gác. Cùng lúc đó tôi nghe tiếng cốp cốp vào dàn xe đạp nước. Tôi hô tiếp: Lựu đạn coi chừng. Hai ánh chớp cùng hai tiếng nổ cách mặt chúng tôi chừng 3 mét. Bọn địch từ trong chòi ném về phía chúng tôi. May mà cả hai quả lựu đạn đều trúng dàn xa đạp nước rồi ngược lại nên chúng tôi không sao. Cùng lúc đó, lực lượng đánh chốt đồng loạt nổ súng xung phong chiếm chốt. Địch bỏ lại 5 xác và 7 khẩu súng. Vì bộ phận đánh chốt tiền tiêu địch nổ súng sớm hơn giờ quy định do bị lộ, lực lượng tiểu đoàn 1 chưa kịp triển khai hoàn chỉnh đội hình. Các đại đội hỏa lực chưa bố trí kịp trận địa. Địch ở tiền phương phòng ngự nổ súng. Địch lợi dụng bờ đê, lộ đất và các gò cao, dùng hỏa lực bắn rất mạnh vào đội hình trung đoàn đang nằm dưới trũng và nước. Quân ta phải triển khai đội hình còn lại và hỏa lực dưới làn đạn pháo cối của địch. Mãi đến 3 giờ sáng ngày 3 tháng 1, ta mới chuyển sang tiến công địch được. Đến 5 giờ, trung đoàn đánh bật lực lượng phòng ngự của Pol Pot trên tuyến đê và lộ đất. Sau đó tiếp tục điều chỉnh đội hình, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng trung đoàn 163 đánh vào trung tâm quận lỵ Romanh. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 1, quân ta chiếm Romanh, quân địch tháo chạy ra ngã ba Pung Chảy, lộ 2. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.